Người đàn ông thành phố Hồ Chí Minh chống độc đắc, tưởng đổi đời, nào ngờ phải ăn bám vợ. Anh Tê cho biết ngày đó anh trúng độc đắc liền 10 tờ trị giá hơn 1,2 tỷ đồng, số tiền vô cùng lớn tại thời điểm đó. Anh Tê sinh năm 1968 ở thành phố Hồ Chí Minh, vốn làm nghề lái xe bò nghèo kiết xác. Anh luôn khao khát có đủ sức khỏe để được đi đánh xe bò kéo thuê kiếm đồng ra đồng vào, đủ tiền mua rau mua gạo sống qua ngày. Khi kinh tế ngày càng phát triển, nghề kéo xe bò không còn được trưng dụng nên anh Tê thất nghiệp. Anh đành bán tất cả đồ nghề lấy chút vốn đi buôn. Ban đầu anh Tê chăm chỉ và tằn tiện từng đồng từng hào nên mỗi chuyến đi buôn được khá khá tiền lời. Nhưng có tiền vào chút, anh bỗng dưng đốc chứng đua đòi bạn bè ăn chơi rồi nướng tiền vào bài bạc. Vì thế không bao lâu anh lại rơi vào cảnh bần hàn. Trở về bên gia đình, anh Tê ngày càng túng quẫn khi không có việc làm. Anh thay đi vì đi tìm kế sinh nhai lại quyết định đi vay nặng lãi chơi bài bạc với hy vọng vỡ được chút nào hay chút đó. Nhưng số anh đem nên chơi ván nào thua hết ván đó, nợ lần chồng chất. Từ đó vợ chồng anh lục đục xảy nảy sinh nhiều cãi vã và khiến cuộc sống ngày càng khốn cùng hơn. Một hôm vì lời thách thức của bạn nhậu, anh Tê mua liền một lúc 20 tờ. Về nhà anh ném tập vé số vào góc rồi nằm ngủ đến tận hôm sau. Khi tỉnh rượu, anh chợt thấy người bán vé số dạo đi qua ngõ liền nghĩ đến 20 tờ vé số đã mua. Vừa xong kết quả, anh đã không kìm nổi xúc động khi biết mình đã trúng độc đắc. Anh Tê cho biết ngày đó anh trúng liền 10 tờ vé trị giá 1,2 tỷ đồng, số tiền vô cùng lớn tại thời điểm đó. Anh cứ ngỡ mình hoa mắt, liên tục ra giếng rửa mặt cho tỉnh táo. Cuối cùng anh trúng thật rồi, chạy vội đi tìm vợ để khoe. Vợ anh không tin, kêu anh ngủ mơ rồi ăn no rượu mỡ nghĩ linh tinh, nhưng kiểm tra mới tin trúng thật. Vài ngày sau, thông tin anh Tê trúng số đã lan truyền khắp phường, hễ đi tới đâu người ta cũng bàn chuyện anh từ kẻ nợ như chúa trộm trở thành đại gia. Thậm chí anh gặp ai cũng khen anh ăn ở hiền lành nên được trời thương rồi ngưỡng mộ vô cùng. Điều đó càng khiến anh tự mãn, hoành hoàng nghĩ chuyện trúng